Vâng, xin chào toàn thể các bác. Hôm nay em giới thiệu với các bác một cái mẫu sản phẩm của công ty HZ Audio. Mã sản phẩm là UM-900. Đây là Serino này, cũng như là hàng này hàng nhập khẩu chính hãng nhá, ngoài hàng vớ va vẩn đâu các bác, đừng có mà ý kiến. Đây nguyên kiện nhá, cho bác xem đây nguyên kiện này. Đấy, về nó còn trong túi bóng, vừa bóc ra để đây hư bẩn đấy. Đây anh em chúng em nó sẽ unbox cái này ra cho bác xem là mặt mũi cũng như là ruột mặt mũi thôi, trước sau của chiếc cục đẩy mang thương hiệu là HZ, model là UM-900 này. Con này giá hơi cao tí. Không biết là giá bao nhiêu, cứ nói là giá hơi cao đấy. Đấy, hàng chính hãng nha. Đây, Professional Audio này, đạt chuẩn âm thanh chuyên nghiệp này. Rồi, bây giờ sẽ tháo ra. Unbox đồng hồ cái này ra để cho bác xem bên trong là cục đẩy nó như này và nào này. Vừa nãy cái đoạn rạch tem thì quên lại không quay. Đấy. Rồi, ok. Đó, bây giờ sẽ lật này. Đó, xem này. Cục ủa ôi. Kinh nhỉ. Chưa thấy cục đẩy nào mà đóng gói kỹ càng này này. Ấy à. Quá chắc chắn. Chờ đấy. Này các bác nhìn này. Em chưa thấy một thương hiệu nào sản xuất nó made in công suất hay cục đẩy công suất mà làm chất lượng như này. Bóc ra cho các bác xem này. Đó, cục đẩy đây. Đây là cục công suất hay còn gọi là cục đẩy. Đó. Nhìn thôi là đã thấy nhiều tiền rồi. Nhìn thôi thấy nhiều tiền rồi. Là thử xem mặt form này. Đấy, sẵn sàng. Chúng ta xem nha. HZ Audio này. Đấy. UM-900. Trung sất. Đẹp nha, nhìn cái mặt form trông thấy yêu à. Đấy. Tiện cái quay giới thiệu luôn các bác là đây là cặp loa cùng của thương hiệu HZ. Đó. Đây là loa của thương hiệu HZ. Model sản phẩm em quay cho các bác xem nha. Đây là model này. K1 này. Sẽ ra test luôn cái này. Đây là cùng một góc quay, cùng một lần video nhưng đăng được 2 đến 3 lần, các bạn xem nha. HZ Audio full RAM 30. Quên lại không xem công suất rồi. Thời gian cứ vào test thử đã, sau đó nữa sẽ giới thiệu các bác về công suất cũng như cấu hình sau nha các bạn nha. We'll always be nothing.